Xin chào tất cả các anh chị nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới tất cả các anh chị mẫu dao đi rừng mà bán chạy nhất tại xưởng nhà em. Thì gồm có một mẫu parang, một mẫu dao mèo và một mẫu dao mèo mini các anh chị nhé. Thì hiện tại thì tất cả các sản phẩm bên em đều làm từ đều rèn thủ công hoàn toàn bằng tay hết tất cả anh chị nhé. Thì nhà em vừa gửi từ trên Cao Bằng xuống cái mẫu parang này các anh chị ạ. Đấy, đây là mẫu dao parang mà mình mẫu này thì lưỡi nó rơi vào tầm 28 đến 30 cm các anh chị nhé. 28 đến 30 cm. Đây các anh chị ạ. Đấy. Độ dày sống dao thì nó rơi vào tầm 6 đến 7 ly các anh chị nhé. Đây các anh chị có thể quan sát. Đấy. Cán thì làm bằng gỗ cẩm chỉ và được chốt khâu đồng các anh chị nhé. Mặt sau là mặt mài đen nhám các anh chị ạ. Đấy. Đây ạ. Đấy. Hiện tại thì mẫu này nhà em có cả vỏ nữa, nhưng mà hôm nay thì em lên mẫu thì chỉ có dao thôi. Mẫu này thì khách nhà em lấy thì em để giá là 349.000. Và các anh chị nào mà khách quen có thiện chí là chốt luôn thì em sẽ miễn ship đến tận nhà các anh chị nhé. Còn bình thường thì tất cả các sản phẩm của bên em thì khách mua từ hai sản phẩm thì bên em mới miễn ship ạ. Đấy, đây cả vỏ anh chị có thể theo dõi. Cả vỏ đều làm bằng gỗ cẩm chỉ, có vân rất là đẹp ạ. Đấy. Đấy. Đấy, hàng rèn thủ công các chị nhé. Đấy. Tiếp theo là mẫu mèo. Mẫu mèo này đây ạ. Đây. Mặt trước thì là dập vân hoa, nhìn rất là đẹp các anh chị nhé. Đẹp chắc tay luôn ạ. Đấy. Mặt sau thì là mài đen nhám các chị nhé. Đấy. Đấy, mình có thể tiện vừa đi rừng này, vừa để gọt, vừa để chặt cây luôn các anh chị nhé. Mẫu này thì cả chiều dài lưỡi dao rơi vào tầm 24 cm các anh chị nhé. Bản nó rộng tầm 5,5 cm. Đấy. Còn độ dày nó cũng rơi vào 6 ly các anh chị nhé. Đấy. Một bộ của nó được một dao và một vỏ. Thì hiện tại em đang để giá là 549.000. Miễn ship đến tận nhà cho tất cả anh chị nhé. Đấy. Còn cuối cùng là mẫu mèo mini anh chị nhé. Mẫu này thì rất là nhiều khách thích. Đấy, mẫu mèo mini vừa tiện là thái này, mình có thể chặt được các cành cây mình lúc mà mình đi dã ngoại, đi picnic đấy. Đấy, vừa chặt được thịt này. Đấy, vừa thái được thịt. Mẫu mèo này nó rất là gọn anh chị ạ. Đấy. Đây ạ. Mẫu này thì lưỡi nó đúng 15 cm các anh chị nhé. Đấy. Rộng 3,5 cm và dày 6 đến 7 ly các anh chị nhé. Đấy. Đây ạ. Rồi. Đấy. Đây là vỏ. Đây là vỏ của con mèo mini các anh chị nhé. Vỏ đấy ạ. Đấy. Đấy. Mình có thể là lúc mà đi rừng ấy thì mình nó nhỏ gọn như này thì mình dùng cũng rất là tiện các anh chị nhé. Mình dùng rất là tiện. Đấy. Anh chị nhìn thấy chưa? Đấy. Rất là tiện luôn. Đây. Đấy, anh chị có thể quan sát. Đấy, mẫu này em đang để giá là 449.000 và tất cả các hóa đơn trên 400.000 là bên em miễn ship. Đấy, hiện tại thì đại lý của em đang đại lý của em ở dưới Hà Nội và trên nhà thì có thợ, có người nhà trên nhà em là ở Phúc Sen Cao Bằng là rèn các anh chị nhé. Đấy, em thì em cũng là người nùng ở Phúc Sen Cao Bằng luôn. Thì em đang công tác ở dưới này nên là thành ra là các anh chị mà sử dụng các sản phẩm của bên em ấy thì em bao check cả Zalo, Facebook hết các anh chị nhé. Thì
Thật sự là rất là nhiều khách của bên em là đã dùng sản phẩm lâu rồi. Đấy, thì chị có lỗi, em bao bao lỗi hết luôn anh chị ạ. Thực ra thì ở nhiều bên khác thì họ rất là ngại ở vấn đề là đổi trả, nhưng bên em thì luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Đấy. Nên là các anh chị yên tâm nhé. Đấy, em sẽ thử cho anh chị con này đi ạ. Đấy, anh chị quan sát ạ. Rất là gọn anh chị nhé. Đấy, mình có thể là đeo đi luôn các anh chị nhé. Đấy. Đây ạ. Đấy. Anh chị nào mà ưng thì chốt luôn các anh chị nhé. Thì bên em đang sẵn hàng và đi đơn luôn ạ. Đấy. Đây anh chị nhé. Đấy. Đấy. Đấy, các anh có thể anh chị có thể quan sát. Đấy, hàng bên em là bảo hành 12 tháng. Lỗi đổi trả các anh chị nhé. Thì nếu mà các anh chị nào mà có dịp mà ghé lên Cao Bằng chơi thì trên đường đi vào Thác Bản Dốc thì có thể là ghé tiện đường thì mình xuống và mình tham quan ở làng rèn quê em các chị nhé. Đấy, thì làng rèn Phúc Sen thì cách thành phố Cao Bằng tầm 30 cây. Đấy, tầm 30 cây số. Và đấy là đoạn gần đến thị trấn Quảng Uyên, và qua thị trấn Quảng Uyên là rẽ trái đi về Trùng Khánh, về Thác Bản Dốc, về Động Ngườm Ngao. Đấy, đấy là những địa danh rất là nổi tiếng và rất là được nhiều du khách khi lên Cao Bằng thì đến thăm quê em. Đấy, thì bây giờ là các anh chị nào mà có nhu cầu đặt hàng thì các anh chị vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em để ở trên page ấy, hoặc là kết bạn Zalo Facebook với em thì em sẽ tư vấn cho các anh chị kỹ hơn. Đấy, hai mẫu mèo đấy ạ. Đấy. Thì ngoài ra thì bên em có nhận rèn theo yêu cầu tất cả các sản phẩm về giao làm bếp, giao làm hàng hoặc là giao đi rừng các anh chị nhé. Đấy. Thì thôi thì em xin phép được dừng ở đây. Thì anh chị nào mà quan tâm mẫu giao nào thì vui lòng inbox trực tiếp đến page của em. Đấy. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi và hy vọng trong thời gian tới thì các anh chị vẫn luôn ủng hộ những sản phẩm của làng rèn quê em các anh chị nhé.